Xin được kính chào toàn thể quý vị đã đến với những video tiếp theo của kênh YouTube Nghệ thuật và Bonsai. Và ngày hôm nay là một trong những cái ngày khá là đặc biệt khi mà anh chị em chúng tôi đang có mặt tại khu vườn của anh Bonsai Tuấn Phương. Và xin được thay mặt cho tất cả độc giả đang theo dõi chương trình, xin được kính chúc anh cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống. Đặc biệt là trong năm nay sẽ sở hữu được thêm thật nhiều những tác phẩm cổ quý và ấn tượng hơn nữa. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Đầu năm mới thì Hoàng Minh Thiệp cũng xin chúc tất cả quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, lộc tài và thật nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, và chúng ta tiếp tục đam mê để góp phần cho cái sự phát triển chung của nền sĩ vật cảnh Việt Nam. Quý vị các bạn biết là Việt Nam chúng ta chơi thì nó sẽ rất là khác. Đó chính là cái việc chúng ta tại đạo, truyền những cái thông điệp, những cái giá trị thông qua hình ảnh và tên mỗi một cái tác phẩm. Ngay bây giờ là chúng ta cùng đi tìm hiểu mỗi một cái tác phẩm trong cái khuôn viên, cái giá trị của anh Tuấn Phương, để xem mỗi một tác phẩm đó anh đã gửi gắm vào trong đó những điều gì. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng cái tác phẩm Bất Kỳ Cầu Thân. Tác phẩm này là một cây long hóa ngày xưa, là năm 2008 anh mua, đầu năm 2009, đầu năm dương ấy, là chưa sang năm mới đâu. Thì anh thành công kỷ viên đi có mua cho anh cây này, đi cùng anh và mua cây này bên Văn Giang. Và về sau này là cụ Lê Quang Khang tại triển lãm Hoàng Hóa có kênh YouTube của anh gì nhỉ, Đỗ Sinh, có quay, là cụ đặt tên tác phẩm này là cách đây khoảng 6 năm rồi. Thì đặt tên, cụ đổi tên tác phẩm này là Khuất Kỳ Cầu Thân. Sau người cụ cũng có chia sẻ, thực ra cái tên này là hạ mình xuống cầu cạnh. Đấy ý nghĩa đen của nó. Còn nghĩa bóng của nó này: mong con cháu về sau này sống khiêm nhường, hạ mình cầu mong học hỏi để cho chính mình và cho đời. Còn về ý nghĩa về đất nước Việt Nam mình á, thì cụ cũng nói đấy, ngay bản thân các vua cha chúa ngày xưa của mình ấy, hiên ngang khí phách đánh tan bao lần giặc ngoại xâm, nhưng vẫn phải hạ mình sang cung tiến để cho dân mình được cái gì, để cho dân mình quốc thái dân an, dân chúng khỏi lầm than, dân chúng tranh loạn lạc. Đấy ý nghĩa của cái tên cây này cụ đặt đó. Nên mình thích vô cùng từ cái hồi. Còn nghe đầu tiên thì mình cũng chẳng hiểu gì đâu, đây là sự thực, tại vì mình không biết về ấy. Nhưng cụ Khang năm nhớ triển lãm ở Hoàng Hóa là mang vào đấy là cụ đặt tên. Trong cái việc mà đặt tên thì nó có một cái nội dung nó rất là quan trọng, chính là nó phải đúng dáng của cây, đúng dáng và đúng thế cây. Thì ở đây như quý vị các bạn mà quan sát thì thấy cái thân chủ của nó có một cái điểm lưng hơi khom, nó giống như con người đang cúi đầu. Đấy chính là cái hình dáng, cái thần thái mà nó thể hiện đúng cái bản chất của cái cây này. Như nếu mà đứng Khuất Kỳ Cầu Thân mà thân thẳng đứng thì nó này không đúng. Nên là cái khi mà cụ đặt tên là đã nó bắt được đúng dáng cây, nó rất là hợp ý, hợp tình, và nó mới tải được cái giá trị, cái thông điệp của cái tên dành cho cái tác phẩm này. Đấy là cái Khuất Kỳ Cầu Thân. Ý nghĩa của nó thì rất là sâu sắc đấy. Ở đây chúng ta không thể giải thích được hết, nhưng về mặt cơ bản thì chúng ta có thể nhìn thấy là tuy rằng là cái sự cúi đầu đó để làm gì, để muốn vươn lên thì chúng ta phải biết cúi đầu. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy được cái thần thái, cái bóng dáng được các nghệ nhân tạo tác, nó có một cái gì đấy nó rất là hùng vĩ, rất là đẹp, được sắp xếp một cái bộ bông tàn rất là tỉ lệ và nó cân đối hài hòa đấy, giữa và từ bệ cho đến chiều cao, chiều ngang của cây, số lượng bông, cái khoảng sáng rất là hợp lý, rất hài hòa, bông rất đẹp, bồng bềnh đó, tản vân mà, nên là cái cây được sắp xếp mà nó lại đều, tứ hướng, tức là cái này được gọi là mặt nào cũng đẹp, gọi là thập diện, đúng không? Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy. Và cái nét cổ kỳ của nó được thể hiện từ cái bệ lên cái bệ, như các cụ nói rằng là cái hồn cốt của dân tộc đó. Đây, anh nói qua thêm về những cái bệ mà chất chậu từ nhỏ ấy, là bệ nó đều lắm, nó không bị một cái rễ thô nào hết. Bệ nó đều trải hết mặt. Cây này mà chỉ mà cần tràn chậu ra một cái rễ tràn ra thôi, một thời gian cái rễ sẽ to xù lên. Nên cây này là nguyên bản.
hay, tại vì đây cũng là một trong những cái tác phẩm mà sẽ được làm thạch thư đầu tiên của anh Tuấn Phương. Đây là tác phẩm đầu tiên. Ngày hôm nay thì cũng sẽ trao cho anh Tuấn Phương cái kim thư trắc mộc cho mộc. Cây này luôn. Vui thế á. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đi chiêm ngưỡng thêm một số các cái tác phẩm rất là quý của anh Tuấn Phương. Thì mỗi một tác phẩm thì nó gửi gắm vào đấy rất là nhiều những cái giá trị mà chỉ có chủ cây là cái người mà sở hữu đã đi theo 5 tháng với một tác phẩm đó thì mới có thể diễn tả, diễn đạt cái ý tưởng nó vào một cách sâu sắc được. Còn bình thường như chúng tôi chẳng hạn đi review, đi thăm, rồi đi bình các tác phẩm thì mình cũng chỉ hiểu được một phần nào thôi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta về vườn anh Tuấn Phương thì sẽ nghe được cái câu chuyện trực tiếp trong mỗi một tác phẩm. Thì đây cũng là một trong những tác phẩm mà tôi có duyên là được anh Tuấn Phương giao cho một cái việc rất là thích, là đặt tên cho cái tác phẩm này. Đây là tác phẩm anh đặt tên. Đúng, và cũng làm bài thư luôn anh Tuấn nhỉ. Tác phẩm Xuân Thu. Thì giới thiệu qua cho anh em, cây này ngày xưa làm cây máy khốc, chậu rộng, nhưng mà với một cái thân cốt là như hai người huynh đệ lương tựa, gọi là đồng chí hướng á. Em nhìn cái thân thì bóng nó rộng lắm, nên mình thích cái cây này mà mình bóng rộng mà nhiều bông tàn quá, mà là mình thích mình phá đi để làm ra một cái lối đương đại. Và riêng cây này ấy thì mình làm vừa là lối đương đại, vừa là mình làm bông tán phong thủy luôn. Tại sao lại như vậy? Mình rất thích cái độ côn rụt của cây khi các cụ dạy: gốc bồ ngọn chỉ, thân pháp rành mạch, chia tay cành đối xứng. Và cây này, cây hoành này mình làm là 8 bông. Cây chủ này là 10 bông, là 18 bông vào con số nhất phát. Nên cây này cũng là một trong những cây tâm đắc của mình. Và về sau chặt hết các cái rễ này của con máy khâu rồi đi rồi. Trước là đóng rễ giống như cái máy khâu á. Thì có nhờ Hoàng Đình Thiệp đặt lại tên cây này. Và Hoàng Đình Thiệp đặt là Xuân Thu. Còn để mà giải thích rõ nhất thì chỉ có Hoàng Đình Thiệp giải thích rõ nhất. Thực ra cái từ Xuân Thu thì nó cũng dễ hiểu thôi. Tại vì là chúng ta thì đất nước có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân thì là cái mùa rất đẹp. Cái mùa thu thì nó lại có một cái sắc thái rất là riêng. Mùa thu của những cái sắc lá rụng, rồi những cái cảnh sắc mùa thu nó rất là thiên nhiên, nó cho con người cái cảm giác rất thư thái, rất là tuyệt vời. Nên chính vì thế mà cũng lấy cái ý tưởng từ hai cái mùa đó mà đặt tên. Tuy nhiên là để giải thích sâu sắc thì nó sẽ phải dành những cái thời gian trong những cái dịp khác. Thì khi đó là sẽ giải nghĩa nó một cách chi tiết hơn. Bởi vì sao? Bởi vì bản chất là người Việt Nam thì lấy một cái hình tượng nào đó để truyền tải những cái giá trị đạo đức, nhân văn vào đó. Thì ở đây mới chỉ nói về mặt gọi là hình thái thôi, tức là hai mùa thôi. Nhưng đi sâu vào đó, nó còn nhiều thứ lắm. Nói đến mùa thu, nói đến mùa xuân thì nó cả một cái kho tàng văn học đã nhắc đến cái điều đó rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ dành thời gian để nói về tác phẩm Xuân Thu này sâu hơn. Đấy, còn về mặt cái đẹp thì quý vị các bạn thấy rằng là ở đây trên cái góc độ của Hoàng Đình Thiệp thôi thì một cái cây nó cũng đạt được một cái tỷ lệ rất là tốt. Đặc biệt là cái bộ đế nó rất là vững chãi. Đấy, nó là nền tảng, như chúng ta vẫn nói là hồn cốt dân tộc, nó vững mạnh, nó bền chặt, nó kết hợp giữa đá và cái rễ cây, nó hòa quyện và tạo ra cái đường nét của bộ bệ rất là hoành tráng. Và trên thân thì quý vị các bạn anh em thấy rằng nó cũng rất là lực, thân đầy đặn chặt chẽ, và cái bố cục giữa các cái giữa hai thân nó hòa quyện với nhau, như anh Tuấn vừa nói là nó quấn quýt, cái giá trị nó cũng rất là đặc biệt. Thì về mặt bông rồi tàn thì như quý vị thấy rằng nó có sự sắp xếp rất là rõ ràng ở đây. Nó rất là đẹp, phải nói thật sự là một cái tác phẩm mà tại sao mà anh Tuấn anh nói rằng là anh ấy quý gần như là cũng nhất nhì cả cái vườn của anh ấy. Tác phẩm có giá trị.
rất là cao. Tuy nhiên là giá trị như thế nào mặt kinh tế thì chúng ta không bàn đến. Mà chắc chắn rằng là nếu mà nói về cái hiệu quả kinh tế thì là rất là lớn cho anh Tuấn rồi. Cái này thì anh Tuấn đặt tên là gì nhỉ? Cái này là cây đại lộc. Đại lộc. Thì anh làm là có bộ ba. Ông Phúc, ông Lộc, ông Thọ. Vũ Phúc, Đại Lộc. Trường Thọ. Đây là Trường Thọ. Thì mình cũng mua, mà đặc biệt là cái cây Đại Lộc và cây Trường Thọ là hai cây cùng trong một gia phả. Mà mình mua là năm 2008 cây này. Và đến 2009 hơn một năm sau mới mua được lốt cây Đại Lộc. Thì để là hai cây thầu công cụ Vũ Phúc này. Đấy là ý tưởng nên mình làm năm 2010 mà anh Khoa làm cho ba cái chậu này là ba cái chậu cạnh. Trước thì nó thấp này. Đá đến đây mình đôn đá lên để cho nó cân bằng thành một bộ ba. Một lối chơi Sơn Thủy Tĩnh. Bộ thì là tam đa. Đấy, nhưng mà nếu mà tên chia riêng. Ra thì tên là tên riêng như này hai cây hai bên này cầu ông Vũ Phúc. Nó rất là ý nghĩa. Chơi rất đặc biệt. Tức là trong cái việc mà phát hành Kim Thư Trắc Mộc hiện nay ấy, thì nó có một cái việc là thường thường anh em hay đặt bộ ba tên là một cái tên chung. Nhưng mà nếu phát hành Kim Thư Trắc Mộc thì nó lại phải tách ra từng tên cho từng tác phẩm riêng. Tóm lại là phải thành bốn. Tại vì ba ông riêng vào một ông chung. Một cái tác phẩm mà anh Tuấn vừa nói là ôm đá mà được làm theo cái phong cách tiểu cảnh. Đấy, cái phong cách tiểu cảnh thì có cái đặc điểm chung là cái chậu nó rất là rộng và được phối thêm những cái cảnh quan. Đấy, đặc biệt là những cái phế tích kiểu dạng như chùa Một Cột hoặc là những ngôi chùa đình hoặc là những cái cây đa dưới nước sân đình chẳng hạn. Và thị phần với những cái tác phẩm như thế này thì nếu như lúc nào đó mà mình muốn thả nước thì mình vẫn có thể thả được. Chính nó là cái vẻ thả nước. À, để thả nước. Sơn Thủy Hữu Tinh mà. Cái cây này nó giống như cái cây ở bên kia. Vừa nãy anh Tuấn có nói là những cái chi tiết của cái cây này với cái cây kia nó giống hệt nhau. Vì một nghệ nhân tạo tác cùng gia phả, cùng một gia đình, cùng một nghệ nhân làm từ đầu. Nên là nó cũng một chi tiết rất là đặc biệt. Các cụ, các nghệ nhân ngày xưa làm cho các cái rễ nó hóa, cành hóa vào nhau. Buộc mấy cái cành. Có hàng thời gian lâu quá rồi, bây giờ ai dám làm buộc các cái tay vào nhau đâu. Đúng rồi. Nhưng mà vì cái nét thời gian nó quá lâu rồi bây giờ thành ra đẹp, thành ra kỳ lạ. Tức là ngày xưa là các cụ có quấn mấy cạnh vào nhau. Xong nó thành một cái bệ như thế. Đấy mấy rất nhiều điểm nhé, kể cả điểm này. Dễ này cũng thế đúng không ạ? Không dễ thì không. Cái phần cành. Phần cành này là quấn vào. Đây cũng dễ là tự đâm xuống ấy. Bên này cũng thế ạ. Ừ. Đấy. Nó cứ kỳ lạ nó bết hết rồi nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chiêm ngưỡng một trong những cái tác phẩm mà rất là ấn tượng và đặc biệt. Và vừa rồi thì chúng ta có gọi với một cái tên thân thương chiều mến, đấy chính là cụ Vũ Phúc ạ. Cụ này thì có tuổi đời khoảng bao nhiêu năm vậy anh? Anh cũng chẳng tính được. Bây giờ chỉ có khoan về mình. Anh nghĩ thì kiểu gì cũng phải vượt qua trên 100 năm rồi. Vâng. Không tính được tuổi. Thế thì là lên cụ là đúng rồi đúng không ạ? Vâng, quý vị đang theo dõi chương trình thì có thể nhìn cây hóa thạch hết cụ đây. Theo kế hoạch thì năm 2023 này chúng ta sẽ đi tìm nguồn gốc cho tác phẩm này. Và hiện nay thì em đã tìm được một chút rồi. Có một vài thông tin rồi. Nhưng nếu mà chúng ta đi tập trung và chúng ta tìm đến cùng sẽ tìm được. Thế thì trong thời gian tới, trong thời gian tới thì Bách Khoa Toàn Thư Sinh Vật Cảnh Việt Nam sẽ được cập nhật thêm về nguồn gốc của cụ Vũ Phúc này. Và các quý vị đang theo dõi chương trình ạ, nếu như mà quý vị biết thông tin về cụ Vũ Phúc này đã từng có xuất xứ, đã từng ở đâu thì có thể cung cấp với chúng tôi. Vâng. Thì cái việc mà tìm nguồn gốc cho một cái tác phẩm là một cái gì đấy nó giống như chúng ta vẫn hay nói là ăn quả thì những người trồng cây. Nó rất là trân quý ạ. Ừ.
Vâng, và chúng tôi rất là mong muốn khi mà quý vị đang theo dõi video này, quý vị mà có thông tin về cụ Ngũ Phúc này đã có xuất xứ từ đâu và đã từng được qua sở hữu ở đâu thì quý vị có thể để lại bình luận ở dưới video để anh em chúng ta và tất cả các quý vị đang theo dõi chương trình có thể nhanh chóng và sớm nhất tìm được nguồn gốc của cụ để cụ sẽ có một cái gia phả thật là đẹp để con cháu đời đời về sau khi muốn tìm thông tin của cụ thì có thể tìm tại Bách Khoa Toàn Thư Sinh Vật Cảnh Việt Nam ạ. Em có cảm giác là những cái đường đây, không biết là đây có phải là cảm nhận của mình hay không, nhưng mà em thấy rằng như kiểu là từ thân với bệ của cụ ấy ạ, với đá ấy, nó sắp cả tệp màu với nhau rồi ạ, thì nó có thành hóa thạch được không anh? Hóa thạch nó trắng hơn cả đá mà. Đấy chính là một trong những cái nét quý nhất của cái tác phẩm Ngũ Phúc này, nó thể hiện cái nét thời gian, nét thời gian năm tháng khủng khiếp. Là vì chúng ta có thể thấy rằng hiện nay ở trên cộng đồng để tìm được những cái cây mà nó có cái thể hiện được cái nét thời gian như thế này là không có nhiều, nó đếm đầu ngón tay luôn. Kể cả là trong vườn nhà anh Tuấn đây cũng có rất nhiều cây già, nhưng mà để nói rằng là cái nó già hơn cây này thì chắc là không có. Đấy. Và ngoài cộng đồng thì chúng ta có thể đi khắp chiều dài của đất nước chúng ta tìm được những cái tác phẩm mà nó cổ kính như thế này thì quá là gì. Đặc biệt nữa là cái tác phẩm này thì được anh Tuấn Phương xử lý một cái lại là cái hệ thống bông đàn cực kỳ đẹp, và chúng ta nhìn nó rất là hút mắt. Đặc biệt là cây này mà nó có cái lá này, mọi người nhìn rất là thích vì cái chất lá của cái cây này nó rất hay, là nhìn nó bút nó lại đỏ. Đặc biệt càng rét càng đỏ, càng rét càng đỏ, tức là thời tiết như càng kiểu lạnh. Như cây si thời tiết càng lạnh thì càng đỏ. Càng lạnh càng đỏ. Em vừa chợt có một cái phát hiện, không biết quý vị có phát hiện giống Phương Hoa hay không, nhưng mà ngoài việc là được chăm sóc bởi một người chủ có tâm có tầm, ngoài việc là được tạo tác bởi những người đôi bàn tay vàng của các nghệ nhân rồi, thì việc mà những cái tác phẩm của chúng ta được mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng riêng cho nó những cái đặc biệt đó, được những cái đặc biệt đó và tất cả chúng hòa quyện lại với nhau.